Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Line Travel Nha Trang. Dạ, rất hân hạnh được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video ngày hôm nay. Dạ, hôm nay là ngày 2 tháng 8. Thì sau đây em xin gửi đến cô chú anh chị và các bạn một số thông tin về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn của tỉnh Khánh Hòa, cũng như một số thông tin khác trên địa bàn của tỉnh. Dạ. Kính thưa quý vị và các bạn, tính đến 17 giờ chiều ngày 2 tháng 8 năm 2021, Khánh Hòa không ghi nhận thêm trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Đây là một tin rất là vui quý vị. Dạ. Thì theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của tỉnh Khánh Hòa, từ 12 giờ đến 17 giờ cùng ngày thì trên địa bàn tỉnh không ghi nhận thêm trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tính từ ngày 23 tháng 6 đến 17 giờ ngày 2 tháng 8, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 2.503 ca mắc COVID-19. Như vậy có 7 trên 9 huyện thị thành phố ghi nhận có ca mắc. Thì trong đó thị xã Ninh Hòa nhiều nhất với 1.271 ca, thành phố Nha Trang 1.006 ca, huyện Vạn Ninh 107 ca, huyện Cam Lâm 62 ca, huyện Diên Khánh 42 ca, thành phố Cam Ranh 12 ca và huyện Khánh Vĩnh 3 ca. Toàn tỉnh đã truy vết được 4.334 F1 và 10.746 F2, đồng thời phong tỏa tạm thời 128 địa điểm. Thì cũng theo bên Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 22 tháng 7 đến nay, có 684 bệnh nhân mắc Covid đã được y bác sĩ các bệnh viện dã chiến điều trị khỏi bệnh, và có 20 bệnh nhân tử vong liên quan đến Covid-19. Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, thì vừa rồi bên tỉnh đoàn của tỉnh Khánh Hòa cũng tổ chức lễ xuất quân chuyến xe yêu thương đón các học sinh sinh viên là người Khánh Hòa từ thành phố Hồ Chí Minh để về quê trong đợt 1 là vào chiều 31 tháng 7 quý vị. Thì tỉnh đoàn cũng đã tổ chức cái lễ xuất quân này để đón 500 học sinh sinh viên từ thành phố Hồ Chí Minh về Khánh Hòa. Thì theo đó, các xe vận chuyển xuất phát từ thành phố Nha Trang vào thành phố Hồ Chí Minh để đón 500 học sinh sinh viên đợt này. Dự kiến đoàn sẽ về Khánh Hòa vào tối ngày 1 tháng 8 và đã được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, bố trí tập trung ở 3 ngày tại thành phố Nha Trang. Sau khi có kết quả xét nghiệm, các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 sẽ được đưa đi điều trị. Người có kết quả âm tính sẽ hướng dẫn cách ly tại nhà theo quy định. Các học sinh sinh viên nói trên đã được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR trong sáng ngày 30 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh và 100% đã cho kết quả âm tính. Các thủ tục và chi phí do ban tổ chức hỗ trợ với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ 70% chi phí ăn ở trong thời gian các học sinh sinh viên cách ly chờ kết quả xét nghiệm tại Nha Trang. Thì sau đợt xuất quân này, ban tổ chức sẽ ra soát đánh giá về mức độ hiệu quả của hoạt động gắn với đảm bảo an toàn về phòng chống dịch Covid-19, rút kinh nghiệm và xem xét tổ chức thêm hai đợt xuất quân đón các em học sinh sinh viên từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh. Thì dự kiến lễ xuất quân đợt 2 sẽ được tổ chức trong ngày 6 hoặc ngày 7 tháng 8. Lễ xuất quân đợt 3 sẽ tổ chức trong ngày 11 tháng 8 và cũng có thể thay đổi tùy vào tình hình dịch và điều kiện thực tiễn của tỉnh. Dạ, như vậy là đợt 1 vừa rồi, tỉnh cũng đã đưa 500 em sinh viên học sinh
từ Sài Gòn về thành phố Nha Trang, về tỉnh Khánh Hòa. Đây là một chuyến xe gọi là chuyến xe yêu thương. Thì được xe đoàn xe của Phương Trang đưa đi, cũng như là các em sau khi đưa về tỉnh thì sẽ được cách ly ở khách sạn, rồi một số cái địa điểm mà bên tỉnh đã bố trí sẵn. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là vào ngày 2 tháng 8, bên Ủy ban tỉnh cũng cho biết thì cái ở thành phố Nha Trang là gần 62% thôn, tổ dân phố chưa có ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Như vậy nếu như mà với cái tỷ lệ này thì cũng là một cái con số rất là đáng mừng. Thì vừa rồi quý vị cũng biết là Nha Trang đã hoàn thành triển khai việc test nhanh để tầm soát Covid trong cộng đồng đợt 2. Thì qua tầm soát thì cũng đã phát hiện được 145 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, và tập trung nhiều nhất ở các xã, xã Vĩnh Lương và 11 xã phường có nhóm nguy cơ rất cao, bao gồm đó là Phước Đồng, Vĩnh Trường, Vĩnh Hiệp, rồi Ngọc Hiệp, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Hải, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Vạn Thắng, Vạn Thạnh và Vĩnh Hòa. Đó là 11 xã phường mà đợt rồi vừa rồi là phong tỏa theo yêu cầu của bên tỉnh để mà tầm soát, xét nghiệm test nhanh để phát hiện các ca dương tính trong cộng đồng. Như vậy là có 27 xã phường của thành phố Nha Trang và có 365 thôn, tổ dân phố. Đến sáng ngày 2 tháng 8, thành phố đã có thông 225 thôn, tổ chưa có ca dương tính SARS-CoV-2 và chiếm tỷ lệ là gần 62%, và 140 thôn, tổ đã có ca dương tính trong cộng đồng. Thì những ngày sắp tới, thành phố Nha Trang cũng sẽ tổ chức test nhanh những khu vực có nguy cơ cao để xác định được cái mức độ lây nhiễm Covid trong cộng đồng và khoanh vùng các cái vùng xanh để triển khai kế hoạch phát động xây dựng các thôn, tổ dân phố an toàn với Covid-19. Và vừa rồi là một số thông tin về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, cũng như là một số thông tin về triển khai lễ xuất quân đón các em học sinh sinh viên từ thành phố Nha Trang, từ thành phố Hồ Chí Minh để về Khánh Hòa. Và vừa rồi thì báo Khánh Hòa cũng có đưa một thông tin, đó là Khánh Hòa sẽ tiêm tiêm vaccine cho toàn dân từ 18 tuổi trở lên. Như vậy là một tin này cũng rất là vui cho người dân ở Nha Trang. Thì vừa rồi bên tỉnh cũng có họp và Khánh Hòa sẽ tiêm vaccine cho toàn dân, tất cả những người từ 18 tuổi trở lên đang sinh sống trên địa bàn của tỉnh. Thì ngoài nguồn vaccine do Trung ương phân bổ, tỉnh sẽ dùng ngân sách để mua vaccine để đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người dân. Đồng thời, tỉnh khuyến khích các doanh nghiệp đóng góp kinh phí để mua vaccine tiêm cho cán bộ, nhân viên và người lao động của doanh nghiệp. Và tỉnh sẽ hỗ trợ cho cái việc đặt hàng vaccine này. Thì trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thì bên ban chỉ đạo của tỉnh và các địa phương, sở, ngành liên quan cũng đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Y tế xây dựng cái bản đồ Covid-19 của tỉnh đến tận cấp thôn, tổ dân phố. Ban chỉ đạo của tỉnh mà chủ đạo là Sở Y tế đẩy mạnh công tác
truyền thông, chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí để người dân hiểu sâu hơn về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn của tỉnh. Phải tuyên truyền một cách khoa học, tạo cho người dân niềm tin và các biện pháp về phòng chống dịch mà tỉnh đang triển khai, tránh gây hoang mang và lo sợ quá mức. Vừa rồi em có chia sẻ cho quý vị các bạn số thông tin về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn của tỉnh. Em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn cô chú chị các bạn đã xem video. Xin chúc cho mọi người luôn khỏe mạnh và bình an. Xin chào quý vị các bạn ạ.